GITC, Glocal International Team Conference 2018 và đây là một diễn đàn tổ chức thường niên ở Nepal. Ở đây các thanh niên sẽ cùng đến với nhau chia sẻ những ý tưởng, góc nhìn và tâm nhìn của mình về những vấn đề nào đó mà họ cho rằng người ta cần phải giải quyết ở đất nước cũng như trên toàn thế giới. Và hiện tại GITC đã tìm kiếm nhiều speaker và presenter. Đây sẽ là một cơ hội rất lớn cho các bạn để chúng ta có thể cùng nhau để chúng ta có thể nhìn những góc nhìn quan điểm của mình về các vấn đề trên toàn thế giới. Khi mà các bạn tham gia vào GITC, các bạn sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi. Và các bạn sẽ được làm, các bạn sẽ làm đẹp CV của mình hơn, đồng thời đóng góp những cái ý tưởng, những giá trị cho cộng đồng, để làm cho cộng đồng của chúng ta cũng đẹp hơn. Và chúng ta thì ai cũng muốn được đến với đất nước Nepal rồi. Cho nên nếu các bạn quan tâm